1 triệu là được đấy, 1 triệu là lấy xe ra luôn. Lỗi mà như nào? Không bằng thôi. Bằng cái mình làm sao mà người ta bắt? Cháu có làm sao đâu, bây giờ chỉ ấy thôi. Mày có chú lấy mà có đội mũ nữa không? Chú kêu chú bảo giết, chú bảo chỉ ra gọi chú thôi. Chỉ gọi tao là cứu được mày thôi, người ta không giải quyết được trường hợp của mày. Mấy đồng tao là dám giải quyết chứ không ai dám giải quyết xe của mày. Người ta giải quyết của mày là người ta sai. Đó. Đó như thế này. Mày có tiền đấy không? Mày có đây không? Có. Nó lo 1.050.000 cho đây. Mày lấy xe, không lấy luôn, không phải gì cả. Có đi chưa? Có chưa? Có rồi. Có thì cầm gọn vào trên bình hướng. Đứng quay lên cho cầm gọn vào. Chúng ta đóng một cái thì người ta cũng đóng được cái xe của cháu. Cháu quyết là người ta sai. Cầm gọn vào. Đâu? Đi ra đây, ra đây lúc nào tao bảo lấy chìa khóa thì lấy. Đi ra đây, đi theo tao. Cất đi, cất phí đi.